Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dự án mới tên là UBitcoin. Thì UBitcoin là một dự án cho giải pháp blockchain, và UBitcoin là một sự sắp xếp blockchain để thực hiện các tổ chức đổi mới với quan điểm là không nhiều như toàn bộ gián đoạn của thỏa thuận. Chiến lược của UBLTD là tập trung vào việc cung cấp các nền tảng thân thiện với người dùng cho thương mại và điện tử và giải trí bằng cách cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào hệ sinh thái của UBitcoin và UBitcoin và để tạo nền kinh tế hiện đại. Ngoài ra thì sự kiện token TGE của UBitcoin thì có tính năng hợp đồng thông minh tích hợp để cho phép bán hàng theo đám đông hoặc sự kiện, tạo thông mã thông báo là PGE. Giai đoạn một của trao đổi tự do STB là UBitcoin đã xác định ngành công nghiệp trao đổi và ứng dụng là thị trường mục tiêu ban đầu của mình, và định phá vỡ ngang hàng ngành công nghiệp và đó bằng cách khai thác lỗ hổng vốn của các mô hình kinh doanh truyền thống. UBitcoin đã hoàn thành một công bằng chứng về địa lý khái niệm của cảnh sát tại New South Wales. Úc lúc đó thì được kết luận rằng có sự sẵn sàng mong muốn cao từ các doanh nghiệp để trao đổi hàng hóa và dịch vụ cho UBitcoin mà không phải trả phí bằng tiền mặt. Và UBitcoin sẽ có ILO ở trên hai sàn giao dịch đó là LaToken và OKX.com. Thì UBitcoin sẽ ILO trên LaToken là với giá là 0,000418 ETH, và ngày bắt đầu là ngày 12 tháng 4 năm 2019 và ngày kết thúc là ngày 11 tháng 6 năm 2019. Và đây là số bon, ví dụ các bạn mua 1.000 đô, 1.000 USD thì các bạn sẽ được vào 30% bon. Còn các bạn mua 300 đến một dưới 1.000 thì các bạn sẽ mua được 20% bon, và đây là số phần trăm bon của sàn giao dịch La Token. Và ví dụ muốn mua 1.000 thì mua 100 USD, nhưng các bạn mua 10.000 thì 1.000. Đây là ví dụ một không phải không bạn mua 100.000 thì giá nó sẽ khác, nó sẽ được bon ở thêm, và các bạn nó sẽ đa sàn OKX. UBitcoin sẽ ICO trên sàn OKX vào ngày 8 tháng 4 năm 2019 và kết thúc vào ngày 3 tháng 6 năm 2019. Thì hiện tại thì ICO đang là một sự kiện hot và hy vọng UBitcoin sẽ mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư và cũng như là sự phát triển của UBitcoin trên các sàn giao dịch trao đổi mới. Đây là các banner hợp tác cùng UBitcoin. Đây, thông báo OKX AIO, La Token AIO, và nó là một nền tảng ERC20. Tổng quan về dự án UBitcoin của mình đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.